Câu lạc bộ Gol G78 đã có những màn thi đấu vô cùng thăng hoa, cạnh tranh tới những giờ phút cuối cùng. Ở ngày thi đấu thứ hai, câu lạc bộ Gol G78 có 5 cặp đấu lần lượt gặp các đối thủ khá mạnh. Đó là câu lạc bộ Gol Phạm Gia, câu lạc bộ Gol 1982, câu lạc bộ Gol Viking, hội Gol Thái Nguyên và hội Gol Phú Thọ. Các golfer của G78 lần lượt kết thúc trận đấu và mang điểm về cho đội tuyển là Lưu Ngọc Đại 3-2 trước Phạm Tiến Dũng của câu lạc bộ Gol Phạm Gia và chiến thắng của cặp đấu Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Khánh Tài 6-5 trước cặp đấu Trần Vĩnh Nam, Phùng Đức Quang của hội Gol Phú Thọ. Lê Văn Anh thắng 1-up trước Trần Đức Anh của hội Gol Thái Nguyên. Lúc này, trận đấu trở nên vô cùng căng thẳng và đổ dồn hết về cặp đấu của Vương Phương Hà trước Trần Đình Công của câu lạc bộ Gol Viking. Trên bảng xếp hạng, thời điểm đó G78 đang cạnh tranh ngôi vô địch với hội Gol tỉnh Phú Thọ khi cùng có điểm số là 7,5. Và thật may mắn khi Vương Phương Hà đã xuất sắc đem về điểm số cuối cùng với chiến thắng 2-up trước Trần Đình Công. Như vậy, với tổng số 9 điểm sau 2 ngày thi đấu, câu lạc bộ Gol G78 đã chính thức bước lên bục vinh quang của giải vô địch các câu lạc bộ Gol Hà Nội mở rộng Pink Cup 2022. Trong khi đó, hội Gol Phú Thọ cũng đã có một ngày thi đấu cam go để cạnh tranh ngôi vô địch. Ở ngày thi đấu đầu tiên, hội Gol Phú Thọ ghi được 4,5 điểm và đứng ở vị trí thứ hai. Sang ngày thi đấu thứ hai, hội Gol Phú Thọ ghi được 3 điểm từ golfer Đoàn Văn Nam 7-5 trước Phạm Văn Dũng của câu lạc bộ Gol Parkson. Trần Đình Luân thắng 2-up trước Nguyễn Duy Hòa của câu lạc bộ VinGolf. Chu Việt Phương cũng đóng góp một điểm quý giá với kết quả 7-6. Phan Trung Thành của CM88. Sau 2 ngày thi đấu, hội Gol Phú Thọ có tổng điểm là 7,5 và xếp vị trí thứ hai. Đây là thành tích rất ấn tượng khi lần đầu tiên hội Gol Phú Thọ tham gia giải đấu và là một trong những hội Gol ngoài khu vực Hà Nội. Chia sẻ vị trí thứ ba là ba câu lạc bộ 1982, ICT và câu lạc bộ Gol Đông Anh. Cả ba câu lạc bộ này đều có cùng điểm số là 7 điểm. Vị trí đồng hạng 6 thuộc về ba câu lạc bộ T74, G79 và câu lạc bộ Gol G81 với cùng 6,5 điểm. Ở bảng nữ, các trận đấu cũng đã diễn ra vô cùng kịch tính. Các đội tuyển giằng co nhau qua từng hồ đấu. Câu lạc bộ Gol Đại học Quốc gia đã có cú lội ngược dòng khi từ vị trí thứ tư ở ngày thi đấu đầu tiên và giành giật những điểm số hiếm hoi để trở thành nhà vô địch của bảng nữ với tổng 5,5 điểm sau 2 ngày thi đấu. Ở ngày thi đấu thứ hai, câu lạc bộ Gol Đại học Quốc gia có 3 trận thắng và 1 trận thua. Đó là các trận thắng 5-3 của Nguyễn Thị Lan trước Mai Thị Thanh Tuyền của tuyển Gol nữ G78. Lưu Thanh Hà thắng 4-3 trước Nguyễn Hải Anh của câu lạc bộ Gol Parkson. Nguyễn Thị Lan Hương thắng 6-5 trước Lê Thị Tiến, câu lạc bộ Gol 1982. Chia sẻ vị trí thứ hai là 3 câu lạc bộ, đó là câu lạc bộ Gol Khỉ Vàng, hội Gol Quảng Ninh và câu lạc bộ Gol T74 với cùng 5 điểm. Trong đó ngày thi đấu thứ hai, Khỉ Vàng có 2 trận thắng của Lê Thị Thanh Thúy và Hồ Thị Vân Anh, thắng 2 golfer của câu lạc bộ Gol nữ Đình Mão và T74 với cùng điểm số 5-3. Còn hội Gol Quảng Ninh đã có một ngày thi đấu toàn thắng trước các đối thủ của mình ở cả 4 trận trước tuyển Gol Thái Nguyên, câu lạc bộ Gol 1982, câu lạc bộ Gol G78. Câu lạc bộ Gol nữ T74 cũng có cho mình 3 trận thắng của Phạm Thị Minh Trang, Nguyễn Thu Thủy và Cao Thị Phương Mai. Vị trí thứ 5 là câu lạc bộ nữ luật sư miền Bắc. Như vậy, giải vô địch các câu lạc bộ Gol Hà Nội mở rộng Pink Cup 2022 đã khép lại với nhiều dư âm. Lần thứ 5 tổ chức giải cho thấy sự lớn mạnh về quy mô tổ chức và cả chất lượng của các câu lạc bộ Gol tham gia. Đây đã thực sự trở thành một ngày hội đáng nhớ của tất cả các câu lạc bộ Gol ở khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.